Hello, chào mọi người đang xem video. Tôi là Tuấn Phong Thủy. Và trong video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về một trong những kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng con lắc để mà cho được những kết quả rất là chính xác. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm này. Bởi tôi biết rằng hiện nay là cũng chắc hẳn là các bạn mà đã theo dõi video này của tôi thì các bạn cũng đã từng luyện tập rất là nhiều với con lắc cảm xạ. Và chắc hẳn là các bạn cũng có nhận được những cái đáp án đúng và những đáp án sai khác nhau. Thì cái lý do tại sao mà chúng ta nhận được đáp án đúng và tại sao mà chúng ta lại nhận được đáp án bị sai, thì trong video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về một trong những cách mà giúp các bạn có thể là kiểm tra lại xem là cái đáp án mà mình nhận được từ phía con lắc nó đúng, có đúng hay không, và nó đúng là bao nhiêu phần trăm. Thì tôi lấy một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ như là bạn muốn hỏi là buổi sáng ngày mai là tôi có tiền hay không. Nếu có thì lắc nó sẽ xa ở trong cái phác đồ ấy, nếu có thì lắc nó sẽ chỉ ở vị trí phía bên tay trái, đúng không ạ? Đấy, và không có thì nó sẽ chỉ ở vị trí bên tay phải, đúng không ạ? Đấy, tôi lấy ví dụ như bạn cầm con lắc lên này, bạn đặt câu hỏi cho nó, đó là cho tôi biết là ngày mai tôi có nhận được tiền trong cái buổi sáng ngày mai hay không. Nếu có thì lắc nó sẽ chỉ ở bên trong phác đồ, nó sẽ là ở bên tay trái, còn không thì nó sẽ bên tay phải, đúng không ạ? Thì đối với những cái trường hợp mà lắc mà báo là không ấy, thì các bạn hãy cùng nghiệm chứng. Còn đối với những trường hợp mà lắc mà báo là có ấy, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn hãy đặt thêm cho lắc một cái câu hỏi nữa để mà chúng ta xác định được là cái đáp án của lắc nó là đúng hay là sai. Thì các bạn hãy đặt cho tôi một cái câu hỏi, đó là ví dụ như là lắc báo là ngày mai bạn sẽ nhận được tiền chuyển khoản ngân hàng. Sau đó bạn hãy đặt cho lắc thêm một câu hỏi, đó là xin hỏi lắc là buổi sáng ngày mai thì cái tỷ lệ mà tôi nhận được tiền chuyển ngân hàng là bao nhiêu phần trăm? Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng mà rất là ít người biết được cái điều này. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi bạn đã nhận được cái đáp án từ phía con lắc rồi thì bạn hãy đặt lại câu hỏi, thêm một cái câu hỏi nữa, đó là bạn hãy hỏi rằng là tỷ lệ đúng là bao nhiêu phần trăm? Nếu như con lắc báo tỷ lệ mà trên 50% thì cái khả năng dự đoán của con lắc về cái đáp án đó nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Và chắc hẳn là bạn hỏi là tại sao con lắc lại có đáp án sai, đúng không ạ? Thì cái đáp án sai của con lắc nó đưa ra bởi vì trong quá trình của bạn dùng con lắc, nếu như trong đầu bạn luôn nghĩ rằng là tôi phải có, ngày mai tôi phải có, thì nó sẽ bị chi phối bởi cái não bộ bạn, nó sẽ truyền xuống tay. Cái năng lượng từ não sẽ chuyển xuống tay và chuyển xuống con lắc, và nó sẽ cho bạn theo cái đáp án mà bạn đang nghĩ, chứ không phải là theo cái đáp án của vũ trụ đưa xuống. Đó. Trong video trước thì tôi đã chia sẻ rất là nhiều về con lắc cảm xạ, về cái nguyên lý hoạt động của nó. Đó là khi mà chúng ta khởi một cái tâm, chúng ta đặt một câu hỏi để hỏi con lắc, thì cái thông tin của chúng ta sẽ được truyền tải lên vũ trụ. Và vũ trụ sẽ gửi cái đáp án của chúng ta thông qua cái hiệu huyệt bách hội ở phía đỉnh đầu này chúng ta. Và sau đó truyền năng lượng xuống cánh tay của chúng ta và truyền qua sợi dây vào con lắc để cho chúng ta cái đáp án chính xác và đáp án mà chúng ta mong cầu là muốn biết cái đáp án đó. Đấy, cực kỳ chính xác. Thì trên thực tế thì tôi đã hoàn toàn có thể dùng con lắc để mà dự đoán về rất là nhiều điều. Ví dụ như là ngày mai tôi đi câu cá thì tôi muốn hỏi con lắc là ngày mai tôi được câu được mấy con cá. Tôi hoàn toàn có thể dự đoán được là tôi sẽ câu được mấy con cá. Đó, hoặc là tôi có thể dự đoán được tên người nào là người câu được cá đầu tiên. Thì có thể bạn không tin với điều này, nhưng bạn có thể là tham khảo lại những cái video trước của tôi. Có thể là những người mà lần đầu tiên ấy, mà các bạn xem video này, các bạn cho rằng nó rất là nhảm nhí, nó rất là mơ hồ. Thực ra tôi muốn chia sẻ với bạn rằng trên trái đất hay là trong cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại rất là nhiều những cái điều huy diệu. Có khả năng là bạn chưa được tiếp xúc với lại cái thông tin này. Có khả năng là bạn chưa tiếp xúc với nguồn năng lượng này. Có khả năng bạn chưa được tiếp xúc với cái lĩnh vực kiến thức này. Cho nên là bạn có thể cho nó là những cái gì nó rất là nhảm nhí, nó rất là mơ hồ. Nhưng mà trên thực tế thì nếu như các bạn có cái duyên, tôi muốn chia sẻ các bạn với duyên nhé, tức là có cái duyên mà kết nối được với con lắc, thì các bạn có thể là sẽ được nghiệm chứng rất là nhiều những cái điều vi diệu chỉ thông qua con lắc chuẩn bé rất này thôi, mà chúng ta có thể biết trước về tương lai, chúng ta luận đoán về mọi điều, mọi việc trong cuộc sống vô cùng là vi diệu. Và xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video của tôi trong hôm nay. Nếu như bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ like và đăng ký kênh để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức
cảm xạ từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.